Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình sàn đấu ca từ. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật trên kênh HTV7. Lạnh quá. Sao vậy? Tại sao vậy? Vì sao vậy? Sài Gòn những ngày nay trở đông, có tuyết rơi nhẹ ở nhiều nơi, gió giật từ cấp 3 đến cấp 6. Huy. Hả? Uống thuốc chưa? Uống rồi. Dạ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau làm quen tiếp theo với những nhân tố rất là đặc biệt. Họ là những chàng trai tuổi đôi mươi, rất là trẻ, rất là khỏe. Đặc biệt, họ sở hữu những nụ cười rám nắng, những nụ cười một nắng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là ban nhạc Long Black. Và ngoài ra, những làn điệu này còn phải có sự hòa giọng của hai giọng ca đặc biệt, hai giọng ca trời phú. Trời phú cho họ những giọng ca thật tuyệt vời. Và chúng tôi đã phải rất khó khăn để mời họ về tới được Việt Nam, bởi vì họ đang bận lưu diễn ở 99 quốc gia trên thế giới và 18 hành tinh khác. Rất khó để mời họ về đây. Nam thì sở hữu giọng nam trầm ấm bổng bay, còn nữ hát được rất nhiều dòng nhạc như opera, sala, bolero, salad trộn dầu giấm. Hãy chào đón họ, ca sĩ Kim Ngân và Minh Trí. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 vòng đấu và sẽ có 2 đội chơi. Đầu tiên là đội chủ nhà sẽ là một ca sĩ của chúng tôi. Và đội còn lại là đội thách đấu, sẽ gồm 3 người chơi. Họ sẽ trải qua 4 vòng thi. Ở 3 vòng thi đầu sẽ là 3 vòng thách đấu đơn, và vòng cuối cùng sẽ dành cho những người nào chiến thắng ở vòng thách đấu đơn tiếp tục tay đấu đội chủ nhà một lần nữa. Và thưa quý vị, những vị khách mời của chúng ta đến đây tham gia sẽ có 2 vũ khí rất lợi hại. Chính xác, đó. Thứ nhất, đó là 2 cái chuông. Đây, 2 cái chuông. Ảo thuật. Để lấy cái mền chùm vô đã. Giới thiệu lại. Đầu tiên sẽ là 2 cái chuông. Và chiếc chuông này ứng như thế nào, Huy sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn lưu ý, việc ứng chuông là một hành động rất là lịch sự và văn minh. Tay, bàn tay phải cách chuông 1 gang tay đến 1 gang rưỡi. Lực bấm từ 1.500 N đến 2.400 N. Không được tát chuông, không được gặm chuông, cũng như không được chọc chuông, mà phải nhẹ nhàng đặt bàn tay lên như thế này. Đó, chuông sẽ kêu. Và đó chính là cách thức nhấn chuông, một cách thức mà ngay cả em bé 3 tuổi cũng biết. Cảm ơn Lưu Kiến Huy rất nhiều. Và bây giờ, đội thách đấu ngày hôm nay họ là ai? Nhưng đặc biệt, họ sẽ không xuất hiện một cách đường đường chính chính. Rất đặc biệt và cầu kỳ với sự đầu tư của chương trình, đó chính là họ sẽ hóa thân vào những nhân vật, có khi là những anh hùng vũ trụ, có khi là những loài động vật như là mũi, gián, kiến, bò cạp, lăng quăng. Bắt đầu xa rồi. Rồi. Thôi, chúng ta hãy cùng làm quen với họ nhé. Cậu à, cho em bắt mọi người phải đi xem cuộc thi âm nhạc sắp tới của cậu ấy. Ừ.
nổi tiếng rồi. Doraemon à, mình sắp được lên TV rồi đó. Oh no. Vậy nên có bảo bối gì thì đưa đây, cho mình học lời bài hát nào. Ơ, mình làm gì có cái bảo bối nào như vậy. Đưa đây. Doraemon à, chúng ta mau chạy thôi. Nhân vật rất là quen thuộc trong bộ truyện tranh hoạt hình Doraemon, một truyện tranh rất là gắn bó với tuổi thơ của chúng ta. Có đọc tập 19 không? Tập 19 là tập gì vậy? Có nhiều tập lắm trời, làm sao tôi nhớ hết. Cái này tập 19 nè, cái tập mà có cái bánh mì giúp trí nhớ, là ịnh vô cái trang sách và ịnh ăn đó. Nhưng mà câu chuyện này thì chúng ta thấy là Jane đã có được cái bộ bối thần kỳ của Doraemon rồi. Không biết là bạn ấy sẽ lưu lạc ở đâu và bạn ấy có xuất hiện ở đây hay không. Chúng ta sẽ cùng chào đón họ ngay trên sân khấu này. Xin mời. Ình đùng đùng kêu tầm tạch, tầm ôi. Mời bạn. Em tên gì? Dạ em tên Khang ạ. Tên Khang bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 21. Nghề nghiệp là gì? Dạ nhà tạo dáng. Cái gì? Cái tạo dáng nghề này mới nè. Dạ nhà tạo dáng, em là tạo dáng sản phẩm ạ, không phải là tạo dáng. Tôi cứ tưởng là tạo dáng. Bà là nhà phá dáng ha. Thật ra à, tạo dáng sản phẩm để mình chụp những sản phẩm đúng không? Tôi tào lao tiếp. Đúng rồi. Là người tạo ra sản phẩm gọi là tạo dáng. À, tạo ra sản phẩm. Ví dụ. Ví dụ. Em tạo ra cái gì? Ví dụ như cái giày. Cái giày. Em vẽ ra. Nè 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 nè. Tôi nghĩ là cái khái niệm về danh từ không có bị có một sự lỗ hổng. Ừ. Cái đó gọi là trang trí. Designer. Designer thiết kế. Đúng không? Trời ơi, người ta nói từ đầu là thiết kế đi. Thiết kế đi. Em là nhà tạo dáng. Tạo dáng sản phẩm đồ. Ờ quên, còn hai người nữa đâu? Hai người bạn của bạn là Nobita với Doraemon. Đâu rồi? Em biết đó, đi đâu mất tiêu rồi chị. Nhưng mà hồi nãy là Trâm thấy là Doraemon với Nobita là đi theo xe cổ máy thời gian để chạy tới đây mà. Theo truyền thuyết, mỗi lần mà Jen cất giọng hát lên là hai bạn nó xuất hiện để phá hoại liền. Thử coi, có đúng không? Giống hết tình này ta trả nợ người. Giống hết tình này ta trả nợ đời. Ủa sao chưa xuất hiện nữa chị? Em hát hay quá. Thôi vậy ông hát đi là xuất hiện liền á. Giống hết tình này ta trả nợ người. Xuất hiện đi mấy em ơi. Xuất hiện đi. Giống hết tình này. Xuất hiện đây. Ta trả nợ đời. Vậy là giọng ca của bà rồi đó. Rồi chảnh ra. Đây 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 đây. Triệu hồi. Thánh triệu hồi xuất hiện. Hiển linh nào. Mi 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 mo 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 mo. Lên chưa? Trời may quá, lên rồi. Lên rồi. Nào, hãy giới thiệu về mình nào, Nobita và Doraemon. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Thạch ạ. Thạch. Em đang làm gì? Hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Wow. Ca sĩ tự do. Còn bạn? Em tên là Mai Trí Công. Thì nghề nghiệp của em bây giờ em vẫn đang học. Nhưng mà em thì có cái niềm đam mê với chụp ảnh tự sướng, đăng lên Facebook thả thính. Hồi nãy Nobita có giới thiệu là Nobita là ca sĩ rồi. Còn em là đang học. Nhưng mà chị đang muốn nghe giọng hát của em coi thử. Thì em đang học nhưng mà em đang theo đuổi. Theo đuổi? Theo đuổi thì mình hát một con ngắn ngắn coi thử em theo đuổi tới gì không? Nhá hàng câu hát chơi nè. Ừ.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sông vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến dẫu mới gặp, ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù trên vây có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến dẫu mới gặp, ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn. Trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Wow. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Và đội các bạn sẽ thống nhất là chọn ra một cái tên gì đó để thể hiện sức mạnh của mình nào. Dạ, đội của em tên là Trở về tuổi thơ. Wow. Trở về tuổi thơ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn hãy bước qua bên phải một bước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với một khách mời mà tôi chắc chắn rằng khi vị khách mời này bước ra sân khấu thì sân khấu này sẽ vỡ òa và nổ tung mất thôi. Wow, nhưng mà tôi đã thấy được bóng dáng của cô ấy rồi. Cô ấy cao tầm 2m1, nặng tầm 80kg. Có thể là một vận động viên cử tạ. Đúng, có thể mang cả hai ngôi kiếm huy trên vai và squat. Wow. Và chúng ta sẽ đến với đội chủ nhà. Nam ca sĩ, à không, nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ. Giờ đây
gọi người yêu dấu. Giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em u buồn, mong anh hàng đêm từ bao lâu? Ngày dài mong ước trở về đây bên em. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu. Trên đời được bên nhau. Những dài đều quen những Mi Lê thân mến, chúng tôi đã giới thiệu bạn là một người vô cùng đặc biệt rồi. Bây giờ là khán giả truyền hình muốn biết bạn là ai, đến từ đâu, nghề nghiệp hiện tại, nhóm máu, gia đình, sự nghiệp sắp tới, tương lai, dự định chồng con, xin mời. Xin chào quý vị khán giả. Tiếp nào. Xin chúc mọi người có một ngày thật vui. Em yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Ôi ơi, hút ơi hút. Các bạn đã nhìn thấy rồi đó. Về ngoại hình, về thể trạng, các bạn chắc là biết được cái sức lực của cô ấy rồi. Nữ hoàng tập gym. Pose dáng nữa, đúng rồi, Miu Lê có khả năng pose dáng cực kỳ tốt. Đúng, ok, cho em âm nhạc. Ai mượn vậy? Em xin mượn. Âm nhạc. Xin mời. Go. Đây, cậu nhà cho các bạn thấy sự lợi hại. Nào, 3, 2, 1, đi. Chị. Tụi mình là tạo dáng thời trang, chứ mình không chơi đồ vật. Cái gì mà nằm rồi trà sàn, rồi cái gì mà nắm áo rồi quăng xuống vậy? Miu. Một khả năng đặc biệt Miu Lê nữa là hát được dòng nhạc xưa. Nó thấm đượm những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc. Em đã hỏi ai mượn? Hai bài nhạc Thái nha. Ok. Nhạc Thái, Miu Lê. Mỗi nhạc hai bạn. Da 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 đi đi, quan ni u tơ mê. Ô quai miệng bê ni, hô tay rằng tay. Happy happy good day, hey ni u tơ mê. Ô quai miệng bê ni, right now party. To work I to be. Hold on, somebody, somebody, you're gonna ding, ding, ding.
Quần ai quần đi cùng hai mươi cho sân na Y sô ni căng răng tú quán có bồ là Quần ai quần đi đâu thập bay ni sân na Sân nộp cân này phân ta tu quần mê ni sân khắc thơ Cái này giống như nó hát mà nó không quan tâm người xung quanh luôn. Thôi rồi, Cà Phương Khá, không như Khá thích thế lẹo. À các em à, vừa rồi là chỉ là một cái màn xã giao thôi, không phải là tài năng của Miu Lê đâu nha. Miu ơi, Miu, bây giờ em hãy chọn cho mình một cái tên gọi cho đội của mình đi. Bên kia là trở về tuổi thơ. Về với tuổi thơ. Suy nghĩ nè. Kem dâu bơ sữa béo ngậy thơm lừng. Em ơi, em còn cái tên nào mà nó ngắn ngắn á, tại anh chị cũng có tuổi rồi đó em. Không nhớ nó hơi khó em. Em thấy ok. Kem dâu bơ sữa béo ngậy thơm lừng. Chúng tôi ghi nhận cái tên cuối cùng. Kem dâu bơ sữa béo ngậy thơm lừng. Mình đọc xong cái tên đó là nhỏ khỏi bấm chuông luôn. Hết giờ luôn, hết 10 giờ. Còn anh có thể gọi tắt là kem lừng cũng được. Cái đầu chữ cuối. Nếu anh mệt. Kem lừng. Kem lừng. Kem lừng nha. Được rồi. Thống nhất là đội kem lừng và đội trở về tuổi thơ. Các bạn hãy cử ra một người đầu tiên để thách đấu với thâm lực. Cheyenne. Cheyenne. Cương. Xin mời bạn và Miu vào vị trí. Chào mừng quý vị đã đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Tăng Hình. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 luật chơi vô cùng đơn giản. Còn nhạc mà. Nhạc cái gì mà nhạc? Không bỏ luật chơi nè. Miu. Dạ, Khang. Đầu tiên các bạn thấy trên sân khấu là một màn hình LED. Và trên màn hình LED này sẽ hiện ra hai đoạn lời. Ở đoạn lời đầu tiên sẽ không hề có chứa câu hỏi của chúng tôi, mà đoạn lời đầu tiên này sẽ dành cho hai ca sĩ của chương trình hát để cho các bạn biết đó là bài hát gì. Và đoạn lời thứ hai sẽ là đoạn lời có chứa câu hỏi của chúng tôi, xuất hiện trong vòng 5 giây và sau đó biến mất hoàn toàn. Nhiệm vụ vòng 1, các bạn phải nhìn được câu hát đó và phải ghi nhớ. Sau 5 giây các bạn ghi nhớ, chúng tôi sẽ có 10 giây để các bạn giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Sẽ có tổng cộng là 3 bài hát. Các bạn trả lời chính xác nhanh hơn 2 bài hát, các bạn là người chiến thắng. Lưu ý một điều là chừng nào các bạn nghe tín hiệu 10 giây đếm ngược bắt đầu thì chúng ta mới nhấn chuông. Khi nhấn được chuông rồi, giành quyền trả lời rồi thì các bạn phải hát thật to, thật rõ. Ở vòng này các bạn sẽ chiến thắng với 3 triệu đồng. Vòng này em phải thắng chị. 30 chưa phải là Tết Hoàng Thùy nghe chưa? Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Và ca khúc đầu tiên, xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Thời gian trôi từng sáng tối sao quá vội vẫn luôn là mình em thôi. Nhìn theo anh tim tan vỡ gần bên anh mãi là một giấc mơ. Và bây giờ sẽ là thử thách đưa ra cho các bạn. Các bạn hướng mắt lên màn hình. 5 giây để quan sát. Dòng chữ sẽ dần biến mất, các bạn phải quan sát thật kỹ. Dòng chữ màu vàng. Và bây giờ hai bạn hãy để tay mình xa khỏi chuông nào. Một găng tay nào. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là
thời gian sẽ hiện lên. Chúng tôi sẽ có hiệu lệnh chừng nào có chữ. Bắt đầu! Lại Miêu không hát. Điều buồn nhất là bây giờ đoán sai nè. Miêu, đọc lại một lần nữa, đáp án rõ ràng nha. Hát nó khác đọc nha. Đó. Còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. Trang, đúng hay sai nào? Sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi bản hệ thống đánh giá là đúng hay sai. Miu ơi, hãy chờ xem nào. Miu ơi. Găng, đúng hay sai nào? Sai rồi. Em à, em đã được thi đấu với một dị nhân It's Girl. Đừng lo, em à. Có nghĩa vấn đề là chị sẽ thắng, mà nếu chị không thắng chị cũng sẽ tìm mọi cách để thắng. Bất chấp mà. Ê, hồi như là mình mời khách mời về đây toàn những cái nhân vật cộng cán, biết không? Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy với đáp án chính xác vừa rồi, Miu Lê đã mang về cho mình một điểm đầu tiên. Yeah, chúc mừng em. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Và thưa quý vị và các bạn, làm cái gì vậy? Người ta chưa làm gì hết, nó bấm chi cho mệt. Chờ đi. Bài hát thứ hai xin mời Hệ Thống. Xin mời ban nhạc. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng. Bà đạp xe đi, đạp xe đi. Em chiều hè của tôi đi đâu? Trong phương vĩ em cầm là tôi tơ lụi ta. Thừa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu. Răng răng ngoài cửa lớp là áo ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Bây giờ là 5 giây để quan sát và ghi nhớ. Các bạn phải quan sát thật nhanh, dòng chữ đang dần mất đi của chúng tôi. Mất đi. Chưa. Chưa. Và bây giờ, thời gian đếm ngược.
phương hồng ngẩn ngơ. Mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ trên cây, và mùa sâu biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mỗi tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người cũng hiểu nên có một ngã cửa. Hãy xem nào, hát nghe rất là trơn tru mượt mà rồi, nhưng bây giờ sẽ đọc lại một lần nữa đáp án. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Chúng tôi đã ghi nhận đáp án rồi. Đáp án của bạn. Từ cái gì vậy? Cầu lao, hệ thống bắt đầu. Hết hồn. Wow. Với đáp án chính xác, người bạn của chúng ta đã có một điểm về cho đội của mình. Xin chúc mừng. Bây giờ cả hai đội một đều rồi, và bài hát cuối cùng này là bài hát quyết định xem ai sẽ giành 3 triệu của chương trình nha. Chúng ta sẽ đến với bài hát cuối cùng của vòng 1. Xin mời bạn hệ thống. Mời ban nhạc. Cái gì Miu? Cái này là ca sĩ bên chương trình hát mà. Em không đúng luôn anh. Dại khờ bằng mùa mực ngày thơ, về hôm nay vẫn còn ngồi nơi đây, về mọi điều mê say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Về thế gian bằng những nét ngang thăng hàng, chẳng một vệt lo toan, tôi bước đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toàn tính trước. Tôi mà sức vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lòng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi vẽ lên nhành hoa dài, tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Bài hát rất là thử thách. 5 giây bàn sát. Giờ 10 giây đếm ngược bắt đầu. Xin mời trở về tiết thơ Điều Lê đang sẵn sàng. Mấy tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đông, nhưng mình em hàn gắn cuộc đời tôi. Vẽ từ xa mù khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ chưa to mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhìn ra đời xa nhiều toán hình. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngọt ngào. Vẽ tôi đang ở đây và ôm ngàn tôi hát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Đây là một ca khúc rất khó, rất khó, rất dễ bị nuốt lưỡi. Mà nếu được bạn của chúng ta là hát được, và bây giờ em đọc đi, có lẽ đọc sẽ đơn giản hơn. Mà cười cái gì? Mùa
tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Đây, ba mời hệ thống. Đúng rồi, đúng rồi. Khó lắm. Đúng rồi, hồi nãy là lúc mà Miu Thà chọn là lên hình đẹp. Đúng. Không, em đọc chưa hết được câu anh tin đúng không? Rồi. Tại cái khả năng đọc chữ của em rất chậm. Vậy sao? Tuy mắc em 10 trên 10. Tại vì, đúng rồi, tập tạ nhiều á. Có bị ảnh hưởng tới đọc chữ, khả năng đọc chữ hả? No. Như vậy với chiến thắng 2-1, chúc mừng. Trở về tuổi thơ, các bạn đã có 3 triệu dành cho mình. Nhưng Miu Lê à, chúng ta vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Mất 3 triệu uổng quá. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng thi đấu thứ hai, tên gọi đó chính là phản chiếu. Các bạn thân mến, ở vòng chơi này luật chơi vẫn như vòng 1. Chúng ta sẽ có 3 bài hát và những đoạn nhạc sẽ được hiển thị trên màn hình LED. Ca sĩ sẽ hát cho các bạn nghe những đoạn nhạc đó để các bạn biết đó là bài hát gì. Và đoạn nhạc tiếp theo sẽ có 1 đến 2 câu hát bôi vàng và lật ngược lại, như là chúng ta nhìn một dòng chữ phản chiếu qua tấm gương. Ha, các bạn hiểu không? Vậy mà nếu mà để mà đọc được đó, mình quay ngược lại mình đọc. Đúng, em cứ quay ngược lại. Nếu em đọc được, em rất thông minh. Đó, mình lật lại nè. Chị cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng khi có một đàn em thông minh như vậy. Và nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn sẽ phải nhấn chuông thật nhanh để giành quyền trả lời. Hát to, rõ và đọc lại thật chính xác câu hát. Thử thách của chúng tôi có 2 bài hát dẫn trước, các bạn sẽ giành chiến thắng. Vòng thi này giải thưởng là 5 triệu đồng. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đến với sự thay đổi về nhân sự của đội. Cho mình tuổi thơ, các bạn sẽ tiếp tục thành viên nào ạ? Đương nhiên là em rồi. Ồ, xin mời Công Hí. Công Hí à, hy vọng với cặp mắt tin tưởng của anh ấy sẽ thắng trong này. Ngô Chí Huy, bạn đừng có tưởng bở, mấy đứa Hí nó tin lắm. Thật sao? Tôi cũng vậy nên tôi biết, nó tin lắm. Bà lại bị lé kim. Không, tôi không lé, tôi chỉ hí thôi. Miu, bạn có lời nào muốn dành tặng cho đối thủ thứ hai của mình hay không? Không, tại chị không muốn làm cho em bị... Tổn thương hả? Tổn thương. Còn em, có lời gì nói với Miu hay không? Không biết nói gì đâu, em chỉ muốn thắng và giành tiền thôi. Nếu em thua vòng này, Miu Lê sẽ tài trợ cho em 1 tháng tập tạ miễn phí. Tại sao đâu hoài vậy? Và thưa quý vị, bây giờ bắt đầu thi được chưa Miu Lê? Ok. Và bây giờ bài hát đầu tiên, xin mời bạn hệ thống. Wow. Và xin mời ban nhạc. Ôi, một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc của chúng ta. Rồi bắt chán dán nữa rồi kìa. Hạt gạo làng ta có vị phù sa mùa sông kính thành, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt buổi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sau, nước như ai nấu chết cả ca cờ của ngôi lên. Gạo làng ta, và bây giờ là Miu, thử thách đưa ra của chương trình. Về nào, hãy về lại chung Miu mình ơi, nào. Tập trung chuyên môn đi em. Quan sát nè. Và 10 giây đếm ngược. Bắt đầu.
mời Trở Về Tuổi Thơ. Sao đọc được cha? Sao không đọc được ta? Em quay lưng lại em đọc đó chị. Rồi, chơi nào. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm bom đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thơm. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vụt mẹ miệng gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rát mật, chiều nào gánh vây quang trùng quên đêm. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta, em vui em hát. Miêu, em ổn chứ? Em ổn chứ Miêu. Em đang đánh vần ở vòng cuối. Ê ơi. Bây giờ vẫn ngồi đếm vần hả? Có nghĩa là em đọc lại nhá. Bát cơm múa tặng thơm hào giao thông hả? Cái gì? Không, đang nói nghiêm túc không giỡn luôn á. Bát đang cơm nghiêm túc luôn á. Bây giờ nghe gạch. Em mới đọc nè. Bây giờ nghe em mới đọc. Mùa gạch hả? Ôi trời ơi, mình đọc thành múa tặng trời. À, lật lại đúng không? À, trời ơi, bây giờ mới hiểu hả? Mới hiểu nhưng mà tại nó khó. Tại có bao giờ ngoài đời mà thấy mấy này đâu. Đúng rồi, ở đây mới có. Cho nên không ấy, chơi lại bài khác được không? Không. Khó chứ, đúng không? Ờ, chị thấy nhưng mà mặt em hơi ác rồi đó Miu. Em không phục. Em không phục kệ em chứ, chương trình người ta đưa ra mà. Ok. Em phải phục thôi, em không có lựa chọn đâu Miu. À, công mà công hí à, xin mời em đọc lại câu trả lời của mình. Mười giây đếm ngược đầu, 10, 2. Những năm bom đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả. Xin mời bạn hệ thống. Chúc mừng Trở Về Tuổi Thơ, một điểm đầu tiên đã dành cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát thứ hai. Xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Wow. Làn tóc rối bờ môi khô hàng mi buôn mắt đen thật thương. Ngày qua ngày đợi mong gì, gần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lặng thở. Có anh. Và bây giờ sẽ là thử thách của chương trình đưa ra cho các cái bạn. Cái này ghê nè, hát nhanh nè. Mười giây đếm ngược bắt đầu. Trở Về Tuổi Thơ. Xin mời bạn. Giận rồi kìa. Giận rồi. Ừ, chị biết em biết hả? Mời bạn. Cầm tay em gọi tên em và yêu nghiêm những khi giận hờn. Để đêm về từng hơi thở, từng ngọn ấm chiếc hôn ta nồng nàn. Có cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến, vì anh đã yêu thương em. Hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng mong manh tựa con gió bay qua.
Đọc lại lần nữa nào. Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn. Bạn hệ thống vẫn ghi nhận tất cả những câu trả lời của bạn từ hát cho tới nói ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả. Xin mời bạn hệ thống. Bạn hệ thống vẫn ghi nhận tất cả những câu trả lời của bạn từ hát cho tới nói ha. Từng hơi thở. Ủa em đọc thế mà. Hồi nãy em hát là từng nồng ấm. Cầm tay em gọi tên em và yêu nghiêm những khi giận hờn. Để đêm về từng hơi thở, từng ngọn ấm chiếc hôn ta nồng nàn. Lúc đầu tiên thì bạn hát là từng nồng ấm. Khi mà bạn hát đọc lại thì là đúng. Đọc lại em đúng. Đó. Cho nên chúng tôi luôn ghi nhận. Miu, em bình tĩnh đi Miu. Cuộc sống nó là vậy. Hiểu không? Bây giờ thấy mắt cười rồi đó. Đó, Miu, xin mời bạn về vị trí nào. Bạn chỉ việc đứng đó tạo dáng và mang về cho mình một điểm. Tỷ số đã là một đều. Chúng ta đang có tỷ số là một đều. Một hai đều. Hai bài hát rồi đó. Hai bài hát và đây là thử thách cuối cùng. Và là cũng là thử thách quyết định ai sẽ là người chiến thắng vòng chơi này. Xin mời bài hát tiếp theo. Xin mời bạn hệ thống. Trời ương nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Quý vị. Và 10 giây đếm ngược bắt đầu. Xin mời Miu. Mùa mưa đó trong mưa buồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sân vắng dâng lên hồn muốn chung. Cười đỉnh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với. Và xin mời Miu đọc lại. Đọc lại. Đọc cái hàng vàng thôi nha. Đúng rồi. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sân vắng nước dâng lên hồn muôn cùng. Ok, chúng tôi đã xác nhận và ghi nhận hai lần đáp án hát và đọc của bạn. Ha, đừng hồi hộp. Bởi vì MC cũng không có biết kết quả đâu. Bạn hệ thống biết đó. Bây giờ mình hỏi nha. Thiệt ra rất là tiếc. Xin mời bạn hệ thống. Thiệt ra rất là tiếc. Rồi, chúc mừng Milly 21, những được giải thưởng là 5 triệu đồng. Anh ơi, em đang lo quá. Hả? Em sẽ xài gì trong 5 triệu đồng? Mua thuốc và mua tạ.
Và bây giờ chúng ta đã đến với phần thi đấu thứ hai rồi. Và nữ hoàng phòng gym đã giành chiến thắng. Không sao đâu Công, bạn thấy ngày hôm nay cái vòng thi này như thế nào? Đối thủ của bạn như thế nào? Chị ấy rất là xinh ạ. Sao vậy? Đây là một cuộc thi về có gọi là tài năng âm nhạc không? Kiến thức mà, khen xinh khác nào chê ngu. Đúng thật đây anh em, là xinh đó. Còn cái dép sao, sao? Người ta giấu trong lòng, người ta đâu có nói ra. Suy sụp, em là một người chị suy sụp. Chúng ta sẽ phải có một đợt thay đổi nhân sự tiếp theo. Xin mời Nobita. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sàn đấu ca từ. Và đây là vòng 3 với tên gọi Truy tìm. Tôi thấy không khí đã nóng dần lên. Tôi đã nóng. Đổ mồ hôi hột rồi. Tôi cũng rất nóng. Bởi vì cái mờ này ngày càng nóng. Tôi cũng hai lớp, tôi cũng không kém gì bạn đâu. Đây là vòng 3 với tên gọi là Truy tìm. Luật chơi sẽ tương tự vòng 1 và vòng 2, nhưng độ khó tăng dần lên bởi vì giải thưởng tại vòng này đã lên đến con số là 7 triệu đồng. Và lần này đoạn chữ được tô màu vàng sẽ không biến mất đi, mà sẽ được sắp xếp thứ tự một cách vô cùng ngẫu nhiên và lộn xộn. Chẳng hạn như tôi đi ăn cơm thành ăn tôi cơm đi, ví dụ như vậy. Và các bạn có nhiệm vụ là quan sát thật kỹ và hát lại chính xác 1 đến 2 lời bài hát này. Sẽ có 3 bài hát. Dĩ nhiên nếu các bạn xuất sắc vượt lên những trước 2 bài hát, các bạn là người chiến thắng. Và bây giờ các bạn hiểu chưa chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời bạn hệ thống. Today I
trời bé to. La 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 la. Cảm ơn Miu, em hát rất hay. Bây giờ em đọc cũng hay như hát mới tính điểm cho em. Ok. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Wow. Wow. Amazing. So amazing. Và bây giờ sẽ là hệ thống đánh giá đúng hay sai, xin mời. Xuất sắc. Cũng xuất sắc đến vần được. Như Lê, fighting. Em biết rồi. Chai vô. Ok, bây giờ là chương trình chúng ta hơi lố rồi. Để giành chiến thắng dòng này. Hơi lố rồi. Bây giờ, Mila đã giành chiến thắng bài hát này. Dẫn lố. Mila đã giành chiến thắng bài hát này. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem bài hát tiếp theo Trở Về Tuổi Thơ có lập thành tích cho mình không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đến với xin mời ban nhạc. Wow. Tay bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, cho sao đi vết đầu ngày tháng. Chơi với cánh chim bay, thời gian yên hẳn bao đổi thay. Đôi chân đi về đâu, giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Quá đã bà này. Bây giờ thử thách đưa ra như sau. Mười giây đếm ngược. Bắt đầu. Bắt đầu. Xin mời Miu Lê. Bao lần ta mơ ước giữa bước chân lang du mỏi mòn, tình yêu lên tiếng sau tháng năm bấy lâu tìm kiếm, đã nắm giữ trong tay để rồi tan tay như gói mây. Dưng dưng đôi bàn tay vẫn trông mong tình yêu về đây, chờ mong những phút giây ta yêu thương quanh ta vơi đầy. Dừng trên dưới bóng cây giữa chốn thiên đường ta đã thấy, đèn thúc mãi chúng cầm tay những ưu tư đã buồn. Không những là có những cái giai điệu nghe đi thẳng vào ruột non của con người, mà có những cái pha chuyển tông cách đột ngột muốn rớt xuống đất. Em hát tông nam trời. Nào Miu, gặp lại nào. Chờ mong những phút giây đón yêu thương quanh ta vơi đầy. Cái này không phải nhanh mắt hay gì, tại vì đây là tuổi thơ của chị. Chị rất là thích nhóm GMC. Bao lần ta mơ ước dưới mỗi chân lang du mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng sao tháng năm bấy lâu tìm kiếm. Giờ chơi nguyên chương trình mà chơi 40 bài chị thắng em luôn á. Chắc chắn là các anh GMC nghe được điều này các anh sẽ rất hạnh phúc. Thiệt
mà em rất em là ngày xưa nhóm GMC là boy band em yêu thích của Việt Nam. Em có gắn hình các anh ở trong nhà không? Em dán mấy cái gì vô tập á. Ờ, dán vô tập, dán sticker vô tập, dán vô tường. Chị nghe em hát bài Đêm Trăng Tình Yêu không? Không 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 được rồi em. Không được rồi. Bây giờ chúng ta nghe kết quả nha. Xin mời bạn hệ thống. Không thể nào thua được. Không thể nào thua được. Với tình yêu đam mê dành cho nhóm GMC đã mang đến cho Miu Lê thêm một điểm nữa. Chúc mừng Miu Lê, bạn đã giành chiến thắng vòng chơi này. 7 triệu đồng. Nhưng chúng ta vẫn còn một bài hát nữa. Bài hát này là bài hát giao lưu văn hóa văn nghệ để thể hiện tinh thần đoàn kết lẫn nhau giữa hai đội. Hy vọng là các bạn sẽ đối đãi tốt với nhau nha. Bài hát này thì hãy nhường cho Trở Về Tuổi Thơ. Chúng ta sẽ đến với bài hát cuối cùng của vòng 3 này. Xin mời bác hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi. Sao hai người càng chán dán vậy? Úp la hoài 12 trong trong. Đưa bận áo trắng, đưa bận áo đen, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ống hút, chạy vô chạy ra. Có thằng đánh trong ếch, có thằng lết xuống xinh, lết xuống xinh. Ui da em vừa làm động tác gì vậy? Nhìn nè, nhìn thử thách của người ta. Và 10 giây đếm ngược. Bắt đầu. Trở Về Tuổi Thơ. Mời em. Đúng là tuổi thơ thiệt. Bài này dành cho các bạn. Úp la khoai 12 trong trong. Đưa bận áo tim, đưa bận áo xanh, đưa sách đèn cù, đưa cầm chú cùi, chạy ra chạy vô. Có thằng sách cá chép, có thằng trông dưới bàn. Cúc hà, cúc hà. Úp la khoai 12 con giáp. Có chuột, có chó, có ngựa, có trâu, có gái gà cổ, đưa gầm giống cập, rượt heo, rượt dê. Răng rụng te xuống viên, chú mèo te xuống hầm, chú khỉ cười. Cúc hà. Hết rồi. Vui rồi. Em hơi sai sai cái gì đó rồi. Em đọc đi, em đọc đi. Đưa sách đèn cù, đưa làm chú cười, chạy ra chạy vô. Ok. Và bây giờ xin mời hệ thống. Em thân mến, trong lúc em hát có một chữ nó đã đi châu đông. Úp la khoai 12 trong trong. Đưa bận áo tim, đưa bận áo xanh, đưa sách đèn cù, đưa cầm chú cùi, chạy ra chạy vô. Chị biết em đọc không kịp. Em lướt luôn, chính vì em lướt luôn cái điểm còn lại của em qua cho Miu Lê mất rồi. Miu Lê em có thêm một điểm đó. Là em thắng trắng vòng này luôn đó. Thắng trắng 3-0. 12 triệu làm gì hết giờ trời. Trời ơi, 12 triệu. 2 triệu đó có thể mua trà sữa cho chúng tôi, hoặc là dẫn chúng tôi đi ăn bằng sự hỗ trợ của mình. 5 triệu còn lại dẫn fan club đi ăn. 5 triệu còn lại nữa dẫn khán giả ra trường quay đi ăn. Hết. Em đã đầu tư hết 11 triệu cho chiếc đầm này để quay riêng cho chương trình này. Quay trở lại với chương trình nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đặc biệt được mang tên Biến Hóa Khôn Lường.
Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi đấu vô cùng quan trọng, vòng đặc biệt biến hóa khôn lường. Và như chúng tôi đã phổ biến từ đầu, ở vòng thi này, những người chơi đơn nào chiến thắng ở vòng đấu đơn sẽ tiếp tục tái đấu với Mule một lần nữa. Và ba vòng đấu vừa qua, chỉ có duy nhất một anh chàng đã chiến thắng Mule. Chúng tôi xin được mời bé Khang. Tiếp tục là màn tái đấu giữa hai đối thủ sừng sỏ nhất. Luật chơi sẽ đơn giản hơn những vòng trước. Chúng ta chỉ có duy nhất một bài hát, nhưng sẽ tập hợp tất cả những thử thách của ba vòng trước, bao gồm tàn hình, phản chiếu và truy tìm. Các thử thách này sẽ xuất hiện một cách liên tiếp, và nhiệm vụ của các bạn là phải tập trung nhìn lên màn hình và nhấn chuông. Chúng tôi sẽ không phải là người ra hiệu lệnh nữa, mà mọi thứ sẽ do hệ thống chấm điểm. Các bạn hát đúng, hệ thống sẽ hiện lên là đúng và các bạn nhận được một điểm. Và ngược lại, nếu hát sai, hệ thống sẽ lập tức báo sai và các bạn nhường điểm đó cho đối phương. Cũng sẽ có 3 thử thách, vì thế nếu ai giành được chiến thắng sớm là người chiến thắng giải thưởng này. Và giải thưởng sẽ là 10 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một cái sự đặc biệt ở đây. Đó là câu hỏi gợi ý để các bạn đoán đúng tên bài hát ở vòng cuối cùng này. Nếu như các bạn đoán đúng, các bạn sẽ giành quyền trả lời ở lượt chơi đầu tiên, các bạn không cần ấn chuông. Trong 30 giây, bạn nào biết câu trả lời về tên bài hát, hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng, các bạn sẽ giành quyền trả lời cho lượt đầu tiên. Các bạn trả lời sai, lượt đó sẽ dành cho đối phương của mình. Nhớ nha, 30 giây, 3 gợi ý, nhấn chuông để tìm đáp án. Và bây giờ sẽ là 30 giây và gợi ý đầu tiên bắt đầu. Tên bài hát có 8 chữ do nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác. Xin mời trở về tuổi thơ. Giờ em đoán có phải bài này là bài Tháng Tư là lời nói dối của em không? Tháng Tư là lời nói dối của em. 9 chữ lận. 7 chữ, tôi đếm thành 7 chữ vậy. Tháng Tư là lời nói dối của em. À, 8 chữ đúng rồi. Dạ thưa quý vị, đúng hay sai? Xin mời Trâm. Và đây là là câu trả lời rất chính xác. Xin chúc mừng bạn, bạn đã giành quyền trả lời ở lượt chơi đầu tiên. Và đề thi của vòng 4 này là ca khúc Tháng Tư là lời nói dối của em, một bản hit đạt trên 18 triệu lượt xem của ca sĩ Hà Anh Tuấn trên YouTube, được ca sĩ Phạm. Tóc của tôi. Được ca sĩ Phạm Toàn Thắng, được nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng viết riêng cho ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và đã giúp Hà Anh Tuấn đạt được số lượt view rất cao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên. Xin mời, đó hệ thống. Thầu lao. Xin mời ban nhạc. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn mơn lấy từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xa. Xin mời trở về tuổi thơ.
nhau thờ cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần cùng ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thần mong manh để mình nói ra những câu chân thân. Giá như tôi một lần tìm em, cô gái tôi thường nay hóa theo bầy gió để lại tháng tư. Wow. Hát đi Miu. Bắt anh dùng em. Mùa xuân mất em như chưa bắt đầu. Và cơn gió như khẽ lay từng nhành hoa rơi. Vậy với chiến thắng là 3-0, chúng ta xin chúc mừng 10 triệu đã thuộc về đội Chớ Về Tuổi Thơ. Và chúng ta sẽ hát lại ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. Khúc nhạc hòa cùng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần cùng ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mình.
và các bạn thân mến, sau 4 vòng thi đầy cam go, thử thách thì ba người chơi của chúng ta đến từ bộ truyện tranh Doraemon, Nobita, Chien và Doraemon. Các bạn đã dành cho mình một số tiền thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin chúc mừng đội trở về tuổi thơ. Cảm ơn đội trở về tuổi thơ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cô gái rất là cá tánh này. Cô gái kem dâu trét sô-cô-la tẩm Việt Quốc thơm lừng đã mang về một giải thưởng vô cùng xứng đáng. Giải thưởng này nó cũng rất là lẻ Miu à. Đó là 12 triệu đồng. Ai mượn vậy? 12 triệu. Và cũng đã khép lại chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Đẹp trai quá sao vậy? Trời ơi! Trời ơi! Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta sẽ tác hợp cho hai con. I'm falling in love, I'm falling in love with you. Vì nỗi nhớ anh dâng đầy, giờ em biết phải như thế nào đây. Và bây giờ 10 giây nhấn chuông. Từ từ đừng để cái chuông, để tay ra, đừng có chàng vàng. Tôi nghĩ là một bài hát quen thuộc như vậy ai cũng sẽ thuộc bài hát ai này. Ai cũng đó sẽ thuộc. Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi tay ba đánh lung tung, đôi chân ba đánh run run. Lẹ ơi, cái gì vậy? Em đi săn rừng, em đi đạt núi, em như con suối nước chảy không. Chương trình này không những mang đến cho các bạn những tiếng cười. Con xin lỗi chương trình chút. Lại đây nè. Sôi nổi nha quý vị. Rất là hay. Rất là buồn cười. Đón xem tập 3 Sàn Đấu Ca Từ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Bây giờ Trâm và Huy xin chào bài.